khi mà mình test API á, uh, nói về bảo mật thì nó rất là nhiều những cái ý mà mình cần phải test. Nếu mà em có thời gian thì em có thể là tìm lại một số cái video uh, trên cái uh, kênh YouTube của Test Mentor ha. thì trên đó anh có một số cái video hướng dẫn uh, cái cách mà mình có thể là test security cho API. đó, thì nó sẽ uh, dài hơn, nó sâu hơn tại uh, cái video đó nó, nó sẽ focus vào cái vấn đề là bảo mật thôi. tuy nhiên á là cũng sẵn cái thời gian ở đây mình ngồi đây mình nói chuyện đúng không thì anh cũng sẽ liệt kê ra một số cái uh, giống như một số cái ý tưởng một số cái uh, kịch bản để mà mình có thể là uh, nó lại trong tương lai nếu mà mình muốn uh, test cái chức năng đó thì mình cũng uh, dạng như là biết được đó là nó có những cái trường hợp đó để mà mình test rồi thì uh, mình uh, ví, ví dụ như là có một cái chức năng đi ha ví dụ như mình nói là có một cái api là uh, đăng nhập đi đúng không đó thì uh, tất nhiên là đăng nhập đúng thì nó sẽ nó sẽ vào được uh, trả về được cái kết quả là một cái token rồi đăng nhập sai thì nó sẽ thông báo lỗi đó thì cái đó là trong cái đề bài rồi đúng không Ngoài ra thì nếu mà đứng góc độ về bảo mật đi thì trên một cái api đăng nhập thì mình cần quan tâm đến những yếu tố gì đó ví dụ như là cái thứ nhất nè là uh, nếu mà mình thay đổi cái password nhiều lần. Đó, và mình gửi liên tục cái request thì cái API của mình nó nó có cơ chế gì để nó kiểm tra và nó chặn cái request đó lại hay không? Tại vì nếu mà mình không có một cái chức năng là kiểm tra cái số lần mà họ submit sai á mà mình để cho họ gửi rất là nhiều những cái request vào trong cái hệ thống của mình đó thì nó sẽ xảy ra trường hợp á là người ta sẽ dùng một số công cụ auto để người ta đoán cái mật khẩu Ví dụ như là họ sẽ nhập là 123, bốn 1245 Đó, họ sẽ đoán rất là nhiều những cái giá trị khác nhau và uh, cho đến khi nào mà họ tìm ra được cái mật khẩu của người dùng. Đó thì cái đó cũng là một cái ý mà mình cần phải test ha. Rồi, ngoài ra thì uh, thường ở trên những cái API phân thức boss á, thì mình sẽ có nhập cái uh, data vào đúng không? Ví dụ như là mình có một cái uh, API là bình luận đi thì thường là mình sẽ nhập cái nội dung bình luận mình vào. Đó, thì với cái functional bình thường á là mình chỉ cần là nhập nội dung và submit thành công là coi như là được rồi tuy nhiên á là khi mà mình test API á ở góc độ là bảo mật đi thì mình sẽ thử nhập vào một cái chuỗi rất là dài đó ví dụ như là 5.000 ký tự đi đó xem thử là cái API đó nó có cơ chế nó kiểm tra để nó giới hạn cái số lượng mắc lên hay không đó để tránh cái trường hợp đó là hacker họ nhập vào một cái data nó rất là dài và làm cho cái cơ sở dữ liệu của mình nó xử lý rất là nặng và nhiều khi á là nó bung ra những cái lỗi mà mình không mong muốn đó thì nó có rất là nhiều những cái uh, kịch bản ha liên quan đến bảo mật mà mình cần phải quan tâm thì ở đây nếu mà bạn nào mà có một cái chức năng nào đó cụ thể ví dụ như là mình comment lên một cái chức năng nào đó cụ thể đó và mình muốn là uh, với chức năng đó test security security như thế nào thì có thể là comment lên đó thì có một cái ví dụ cụ thể thì anh sẽ chia sẻ nó chi tiết rồi nhưng mà uh, quay lại thì bảo mật nó rất là quan trọng cho API nha tại vì uh, khi mà mình nói vấn đề là an toàn bảo mật đi thì thường là mình phải test ở trên cái API là chính tại vì nếu mà mình test trên giao diện đó, thì người ta có thể là dùng một số cái tool proxy để bắt cái request của mình lại đó và họ sửa những cái data uh, từ cái level là những cái request đó nên uh, những cái validation những cái handle ở trên giao diện đó, nó rất là dễ để vượt qua đó nên uh, nếu mà mình nói về bảo mật đó, thì mình phải validation và mình handle những cái logic ở phía là back end đó tương ứng với việc là mình uh, handle ở phía api chứ không phải là trên tầng ui đó nên uh, khi mà mình đã test api thì cái vấn đề là bảo mật là một trong những vấn đề mà mình bắt buộc mình phải làm đó, và nó rất là quan trọng tại thường là khi mà hacker họ tấn công á thì họ đều bắt lại những cái request bắt lại những cái API để họ inject vào đó những cái giá trị hoặc là họ tấn công đó thì mình phải test kỹ ở trên cái API là như vậy